Thời kỳ hoàng kim của năm em 8 năm trước, ứng xử câu nào cũng khéo léo, nhan sắc lại miễn chê nhưng giờ chỉ còn là quá khứ. Cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối trước thời kỳ hoàng kim của năm em. Có thể nói, trước khi gây bão, trên mạng xã hội với loạt phát ngôn gây tranh cãi, năm em từng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Cụ thể, sau khi công khai chuyện tình cảm, người đẹp Tiền Giang liên tục cùng nửa kia livestream với chủ đề gây xôn xao, chẳng hạn như từ việc bóc phốt nhiều nghệ sĩ Việt và có hành động tiêu cực hoảng loạn la hét giữa đêm. Không những vậy, trên sóng livestream, nam em và bạn trai còn có lời qua tiếng lại khiến cư dân mạng không khỏi ngán ngẩm. Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long đã bị sở TTTT thành phố Hồ Chí Minh triệu tập 2 lần để xử lý vi phạm vì liên tục livestream với những thông tin gây hoang mang dư luận. Sau loạt chỉ trích và bị tẩy chay từ công chúng, nam em cùng bạn trai đã dọn lên Đà Lạt để sinh sống và bắt đầu tập trung vào công việc. Nam em liên tục cùng nửa kia livestream với chủ đề gây xôn xao, tuy nhiên, sau loạt drama nổ ra của nam em, khán giả không khỏi nhớ lại thời kỳ hoàng kim người đẹp Tiền Giang vào 8 năm trước. Có thể thấy, nam em đăng quang cuộc thi Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2015 và lọt top 8 sau khi đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu trái đất 2016 với nhan sắc quyến rũ. Thân hình nuột nà với 3 vòng cân đối. Bên cạnh đó, loạt câu ứng xử khéo léo khi nam em thi những cuộc thi nhan sắc cũng được khán giả đào lại. Cụ thể, khi MC nói, nhìn nam em có khuôn mặt rất giống Hoa hậu Đặng Thu Thảo, nam em liền khéo léo đáp, hãy nói em giống em đi, em sẽ vui hơn. Tiếp đó, MC lại hỏi, đối với bạn, bạn coi đó là lợi thế hay bất lợi? Cô vui vẻ trả lời lại, em nghĩ là bất lợi vì không ai thích mình là bản sao của một người khác cả. Không những vậy, sau khi thi xong cuộc thi quốc tế, nam em đã từng trả lời phỏng vấn vô cùng sắc sảo như thế này, cuộc thi thì khá nhiều tiếc nuối thì qua đây nam em cũng thấy là mình còn trẻ mà nên cái gì đến với mình sớm quá thì mình dễ ngủ trên cái hào quang đó. Trong quá khứ, người đẹp Tiền Giang thể hiện thần thái tự tin, điềm tĩnh và nói chuyện vô cùng nền nã, khiêm tốn đúng chuẩn một cô hoa hậu. Tuy nhiên, nhìn vào hiện tại, cô khiến netizen không khỏi tiếc nuối trước thời kỳ vàng son của nam em. Nhiều người không khỏi tiếc nuối trước thời kỳ hoàng kim của nam em.